Như thường lệ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về một công trình kiến trúc nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc đã tồn tại hơn 100 năm qua. Từ khi được xây dựng cho đến năm 1975, thì ở đây lần lượt là Dinh Thống đốc Nam Kỳ, Dinh Toàn quyền Đông Dương và là Phủ Tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Ngoài giá trị lịch sử thì Dinh Độc Lập còn là một trong những dấu ấn nổi bật của kiến trúc Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, Dinh Độc Lập mà chúng ta thấy ngày nay lại được xây dựng hoàn toàn mới vào năm 1962 sau khi Dinh Độc Lập cũ đã bị ném bom phá hủy. Kính thưa quý vị, vào năm 1868, tức là 10 năm sau khi mà Pháp nổ súng tấn công Việt Nam bắt đầu từ thành phố Đà Nẵng, thì Pháp đã chiếm xâm lục tỉnh Nam Kỳ như Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, đồng thời bắt tay xây dựng một dinh thự hoành tráng để tăng lên cái vị thế của một đế quốc giàu có và hùng mạnh tại Viễn Đông. Và trung tâm thành phố Sài Gòn thời bấy giờ đã được lựa chọn để xây cất Dinh Thống đốc. Dinh được xây cất theo bản vẽ của kiến trúc sư Hermit, người đã phác thảo đồ án tòa thị sảnh Hương Cảng. Và kiến trúc của Dinh Thống đốc thì hoàn toàn mang diện mạo của kiến trúc một dinh thự phương Tây, với thiết kế theo phong cách cổ điển, pha một chút lãng mạn của tân Baroque. Hầu như toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng từ ấy đều chở từ Pháp qua, cho nên là cái công cuộc xây dựng kéo dài đến 5 năm, có một khoảng thời gian bị ngắt quãng do cuộc chiến tranh giữa Pháp và Đức xảy ra vào năm 1870. Sau khi mà hoàn thành việc xây dựng thì người ta phải mất đến 2 năm để trang trí trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Việc xây cất dinh thự này đã ngốn hết 1/4 ngân sách dành cho thuộc địa thời bấy giờ. Và có một chi tiết khá là đặc biệt, đó là trong quá trình xây cất tòa dinh thự nguy nga và đắt đỏ này thì viên đá khởi công xây dựng do đô đốc de la Grandière tự tay đặt xuống, đó lại là một viên đá Biên Hòa. Và dinh được đặt tên là Norodom, và đây được coi là một công thự đẹp hàng đầu Á Đông thời bấy giờ, với mặt tiền rộng 80m, và trong nội thất bên trong thì có phòng khách, nó có thể chứa đến 800 người cùng một lúc. Ngay trước mặt dinh, dưới chân cột cờ có một khẩu thần công kiểu cổ, càng tăng thêm vẻ oai nghiêm cho tòa công thự này. Và sau khi xây cất xong thì dinh Norodom được sử dụng làm dinh thống đốc Nam Kỳ suốt 16 năm trước khi chuyển thành dinh toàn quyền Đông Dương. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai thì Nhật và Pháp lần lượt chiếm đóng Dinh, biến Dinh trở thành nơi đóng đô cơ quan đầu não của bọn chúng. Và trong thời gian Bảo Đại làm quốc trưởng thì Dinh Norodom được đổi tên thành Dinh Độc Lập. Sau năm 1954 thì Dinh Độc Lập trở thành phủ tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Và sau khi Dinh bị ném bom thì Ngô Đình Diệm đã cho san phẳng toàn bộ mặt bằng của Dinh cũ và xây dựng Dinh mới dựa trên thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Và đó cũng chính là Dinh Độc Lập mà chúng ta thấy ngày nay.